trong những năm qua, giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh có chung đường biên giới thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, trong đó hợp tác phát triển du lịch được đẩy mạnh. Hiện nay, ngành du lịch đều được Việt Nam và Campuchia coi trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đối với tỉnh Tây Ninh, cũng đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025, doanh thu du lịch đạt 9.000 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 130 tỷ đồng, tổng lượng khách tham quan du lịch đạt 18 triệu lượt. Định hướng đến năm 2030, du lịch Tây Ninh là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển các ngành lĩnh vực khác. Để đạt mục tiêu đề ra hiện nay, Tây Ninh đang tập trung phát triển du lịch văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đa dạng chuyên nghiệp, sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã đẩy mạnh hoạt động kết nối thu hút du khách đến Tây Ninh, nhất là thị trường khách du lịch quốc tế đến từ Campuchia. Ông Phạm Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Saco Travel cho biết. Thị trường du lịch giữa Việt Nam và Campuchia đang có những cái bước tiến và bước phát triển khá tốt, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Thì hiện nay là chúng tôi đang có các chương trình kết nối cũng như là các sản phẩm dành cho cái thị trường Campuchia đến với Việt Nam và cũng như là những cái sản phẩm dành cho khách Việt Nam đến với thị trường Campuchia. Thì chúng tôi đang có các chương trình từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày và các chương trình liên tuyến đến với Phnom Penh cũng như là Siem Reap. Nói về việc kết nối phát triển du lịch hiện nay giữa Tây Ninh và thị trường Campuchia, ông Thạch Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam Land Tour cũng cho biết. Đang có một cái chương trình cũng khá tốt dành cho tất cả các khách hàng Campuchia về Việt Nam, đó là Silver Núi Bà Đen Tây Ninh. Cái điểm này có thể nói là một cái điểm mới dành cho khách thị trường Campuchia. Và chúng tôi đang đồng hành với tập đoàn Silver để là có một cái chính sách giá cũng như là những cái ưu đãi khuyến mãi đặc biệt dành cho khách Campuchia vào Việt Nam. Trong phát triển du lịch, hiện nay giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đã áp dụng nhiều giải pháp để tăng lượng trao đổi khách, trong đó có việc thúc đẩy du lịch đường bộ. Để hỗ trợ cho du lịch giữa các địa phương phát triển, thời gian qua, Bộ Du lịch Campuchia đã quan tâm chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch Việt Nam vào Campuchia. Đồng thời, phía Campuchia sẽ tạo nhiều cơ chế chính sách mới để đón khách quốc tế, đầu tư về hạ tầng du lịch, kêu gọi các dự án đầu tư về du lịch, mở ra các đường bay từ Campuchia đến các tỉnh thành phát triển du lịch của Việt Nam. Về phía Việt Nam, cơ quan ngoại giao cũng góp phần kết nối, lan tỏa các giá trị bản sắc văn hóa, du lịch Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế. Ông Ngô Văn Phước, tham tán công sứ đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết. Cái chức năng nhiệm vụ của đại sứ quán ấy, thì là một trong các chức năng là chức năng ngoại giao phục vụ kinh tế, thì phục vụ du lịch thì cũng là phục vụ các cái nội dung về kinh tế. Từ trước cho đến nay thì sứ quán luôn luôn là quan tâm và tìm hiểu những cái chính sách phát triển du lịch Campuchia, từ đó là có những cái kiến nghị chính sách với nhà nước về việc phát triển du lịch. Rồi đối với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng hỗ trợ tìm kiếm và cũng sẵn sàng là kết nối cái việc mà xúc tiến về du lịch giữa các cái địa phương của hai nước cũng như là các cái doanh nghiệp du lịch của hai nước. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết thêm. Trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là du lịch đối ngoại, thì sẽ mong là có nhiều các cái cơ sở dịch vụ cũng như là có các cái dịch vụ tốt hơn để thu hút thêm các cái du khách nước ngoài đến với Tây Ninh. Bộ Ngoại giao sẵn sàng cũng như là quyết tâm đồng hành cùng với Tây Ninh trong các cái hoạt động đối ngoại để có thể tổ chức tốt các cái hoạt động kết nối cũng như là góp phần để đưa Tây Ninh đến với bạn bè quốc tế. Từ những hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và Campuchia cùng sự đồng hành của cơ quan ngoại giao, tỉnh Tây Ninh kỳ vọng việc hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia sẽ đi vào chiều sâu. Bà Trần Thị Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết.
Hy vọng với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán, Lãnh sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia cũng như là các cơ quan hành chính của các tỉnh thành bạn, thì trong thời gian tới du lịch Tây Ninh và các tỉnh phát triển của Vương quốc Campuchia sẽ có những cái bước phát triển mới, kết nối, hợp tác thường xuyên hơn nữa, và cái kết quả thiết thực nhất là sẽ đón được một lượng khách đến từ hai bên ngày càng nhiều hơn, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của hai bên. Một điều đáng mừng cho thấy, nhờ đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với thị trường quốc tế, du lịch tỉnh Tây Ninh đã tranh thủ được vốn, kinh nghiệm, công nghệ, nguồn khách, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động gắn kết hoạt động du lịch với du lịch khu vực và thế giới. Ông Ngô Văn Tuất, tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, nhấn mạnh. Trên cái cơ sở hai bên đang thúc đẩy hợp tác về du lịch thì tôi tin rằng là du lịch giữa hai nước sẽ phát triển, và từ đó nó sẽ góp phần hơn nữa ở trong cái việc mà giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như là thắt chặt hơn nữa các cái quan hệ gắn bó gần gũi và hiệu quả giữa các cái tỉnh biên giới, trong đó có tỉnh Tây Ninh cũng và các cái tỉnh của Campuchia. Có thể khẳng định, việc Tây Ninh thắt chặt quan hệ hợp tác phát triển du lịch với Campuchia đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền hình ảnh quê hương, con người và du lịch Tây Ninh tới bạn bè quốc tế, tăng cường ngoại giao nhân dân, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần đẩy mạnh ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa với thế giới.